Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video clip ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video clip ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, đó chính là chiếc xe Toyota Vios quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Toyota Vios nó có những phiên bản E, phiên bản G. Trong phiên bản E thì nó có phiên bản E số sàn và phiên bản E số tự động. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh đúng 4 vạn km và chiếc xe này còn bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe mới lăn bánh được 4 vạn km và chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, còn bảo hành dài tại hãng luôn quý vị các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 439 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số sàn sản xuất năm 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số sàn sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất, phần thân vỏ, phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe Toyota Vios E 2020 này quý vị và bạn nhé. Chiếc xe này được đăng ký là màu xám xi măng này là đang là cái màu xám hot nhất trong cái thời điểm hiện nay quý vị và bạn nhé. Phiên bản 2020 này thì chiếc xe cũng đã được lên form mới rồi. Và nước sơn bên ngoài thì còn rất là đẹp quý vị bạn nhé, vì là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Phần lớn những chiếc xe này thì chỉ bị xước sát ở những cái phần ba đờ sốc đầu và ba đờ sốc sau thôi quý bạn nhé, những cái phần nhựa, cho nên là chủ xe cũng chỉ có sơn và đánh bóng một chút ở những cái phần bốn góc, chủ yếu là bốn góc thôi quý bạn nhé. Còn nước sơn từ những cái phần tai, phần cánh cửa trước, phanh cánh cửa sau, phần hông còn nguyên bản này, phần cabo, phần nóc và cốp sau cũng sơn zin nguyên bản luôn quý bạn nhé. Chiếc xe này mới lăn bánh được 4 vạn km, chính vì vậy cho nên là cái dàn lốp còn nguyên bản luôn các bạn này. Đây là cái dàn lốp còn nguyên bản và còn rất là dày quý bạn nhé. Cái đồng hồ công tơ mét này là chúng tôi cam kết chúng tôi không tua vì chiếc xe này còn bảo hành. Đấy, cho nên lốp còn rất dày đây ạ. Lốp đết lốp là 2020. Cả 4 lốp là đết đều 2020 và còn rất là đẹp, rất là dày các bạn nhé. Lốp sơ cua còn mới tinh, chưa hạ. Đấy, đết lốp 2020. Đết lốp cả 4 quả luôn, còn 2020 và đều rất là dày luôn. Khi chúng ta đi mua một chiếc xe cũ thì chúng ta phải xem cái đồng hồ chỉ để tham khảo thôi, còn xem quan trọng là xem lốp vô lăng cần số các bạn nhé. Và đây là cái dàn lốp thì là còn nguyên cả 4 quả này, đết lốp là sản xuất tuần thứ 11 năm 2020. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 và cả 4 lốp này đều sản xuất năm 2020 luôn các bạn nhé. Và lốp sơ cua thì chưa hạ. Nhìn về phần sau, phần ba đờ sốc sau của chiếc xe thì quý vị các bạn thấy được đấy ạ. Đây chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số sàn đấy ạ. Và cụm đèn hậu còn rất là mới luôn quý vị và bạn nhé. Cụm đèn hậu còn mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả quý vị các bạn nhé. Và logo chữ còn rất là mới quý vị các bạn ạ.
Chiếc xe này thì chúng tôi mua được của một chủ xe cũng là một bác lớn tuổi rồi, cho nên là bác cũng hay để xe trong nhà. Cho nên là quý vị các bạn xem là những chiếc xe mà để trong nhà hay là để ngoài trời biết ngay ạ. Từ những cái chi tiết nhỏ nhất, từ cụm đèn này cho đến những cái phần chữ này, phần logo này, nếu những chiếc xe để trong nhà nó không bị ố, không có bị rỉ sét các bạn nhé. Còn những chiếc xe mà để ngoài trời nó phải chịu mưa nắng thì nó sẽ bị rỉ sét ạ. Đấy, quý bạn xem ở những cái chi tiết nhỏ nhất thì sẽ biết được luôn ạ. Và cụm đèn hậu đây ạ, đây là cái cụm đèn hậu bên lái còn rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu ạ. Logo, chữ đều rất là đẹp ạ. Và chủ xe cũng đã lắp thêm đầy đủ luôn từ màn hình, đầu DVD, màn hình, camera lùi. Phiên bản E này là phiên bản E số sàn, nó không có nhiều đồ đâu. Chủ yếu là đồ mà chủ xe đã lắp thêm từ đầu DVD, màn hình, camera lùi, dán phim cách nhiệt, trải sàn, ghế da. Đấy, rất là nhiều thứ mà chủ xe đã lắp thêm ạ. Gương chiếu hậu thì đã được là gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương luôn quý bạn nha. Và chủ xe cũng đã độ lên là gập điện auto đấy ạ. Khóa cửa là gương tự gập. Nhìn về cái phần đầu, cái phần ba lần sốc đằng trước thì quý vị các bạn thấy đây ạ. Cụm đèn rất là mới luôn. Cụm đèn còn rất là mới và rất là sáng luôn quý bạn nhé. Chưa có bị xước sát gì cả này. Đây là cái cụm đèn pha. Toàn bộ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, logo đều rất là mới này. Cụm đèn gầm đã có sẵn rồi quý bạn nhé. Và đèn daylight, đèn led ban ngày đây ạ. Đấy, xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ đèn daylight. Nó khác với phiên bản G là đèn pha bi xenon thôi. Phiên bản G nó có đèn pha bi xenon, còn phiên bản E này thì nó chỉ là đèn halogen bình thường. Rất là đẹp, rất là mới rồi quý bạn nhé. Về cái phần thân vỏ bên ngoài rất là đẹp rồi, không có đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về, chúng tôi cũng đã đánh bóng cả xe, dọn dẹp cả xe rồi quý bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe, cũng như là về option mà TOTA cũng đã trang bị cho chiếc Vios G 2020 này quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái này. Toàn bộ về những cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe này còn nguyên bản luôn quý bạn nhé, chưa có bị mất một phân keo chỉ nào cả. Cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe còn nguyên, cho nên là cái bên trong còn nguyên là cái điều đương nhiên rồi quý bạn nhé. Táp bi cánh cửa này, táp bi cánh cửa cũng rất mới này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy. Và thưa với quý vị và các bạn, bác chủ xe này cũng rất là cẩn thận, đã dùng toàn bộ từ những cái ốp tay nắm cửa bên ngoài này, ốp tay nắm cửa này, cho đến bậc cửa cũng đã được ốp inox để chống xước quý vị bạn nhé. Và bên trong cũng đã được trải sàn da, rất là mới, rất là đẹp ạ. Và chiếc xe này còn đang bảo hành, bảo dưỡng tại hãng, cho nên là chủ xe toàn bảo dưỡng trong hãng luôn quý bạn nhé. Đây là cái phiếu nhắc bảo dưỡng của hãng đấy ạ. Chủ xe làm ở hãng TOTA. Và chiếc xe này thì cũng đã có sẵn luôn là ghế da đây rồi quý bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2020 và sản xuất tại công ty TOTA Việt Nam. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng giống như cánh cửa trước thôi, còn nguyên bản ạ. Bên ngoài nước sơn còn nguyên bản, cho nên là bên trong còn nguyên là cái điều đương nhiên rồi các bạn nhé. Chưa mất một phân keo chỉ nào cả này. Tất cả keo chỉ là còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Và ốc bản lề cánh cửa này chưa có vết tháo các bạn ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản này. Nội thất rất là mới và rất là đẹp đây ạ. Chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp lót sàn này, và mua thêm một cái bộ sàn cao su để chống ướt. Nội thất rất mới luôn quý vị bạn nhé. Với những chiếc xe ở cái phiên bản E này là phần lớn là xe chạy dịch vụ, nhưng chiếc xe này là không chạy dịch vụ, cho nên là hàng ghế sau còn rất mới đây. Thưa với quý vị và các bạn này, hàng ghế sau rất mới, rất đẹp luôn vì không có người ngồi ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe xem về cái phần táp lô cũng như là về cái phần đồng hồ của chiếc xe các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ bật cái chìa khóa điện lên. Đây là đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này mới lăn bánh được có 4.0579 km quý bạn nhé. Đấy, và rất là mới đây. Thưa với quý vị và các bạn, chủ xe cũng đã độ lên cái màn hình rất là xịn, màn hình Pioneer.
màn hình Pioneer tích hợp camera lùi nét căng luôn quý vị và bạn nhé. Và toàn bộ về cái phần cái tablo thưa với quý vị bạn này, tablo này chủ xe phủ cái này lên cho nên là còn rất đẹp quý vị các bạn ạ. Tablo được phủ bảo vệ cho nên là rất mới luôn quý bạn nhé. Đấy, phải nói là chủ xe rất là cẩn thận quý vị và các bạn ạ. Đấy, và toàn bộ về những cái phần trần này, phần trần này đều rất mới quý bạn nhé. Đấy, phần trần này, nỉ trần đều rất mới luôn quý bạn ạ. Với những chiếc xe không chạy dịch vụ thì nó còn mới, còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, tất cả những phần nỉ này, phần trần này đều rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Mua những chiếc xe cũ thì quý vị các bạn xem kỹ cho tôi phần đầu và phần đuôi nhé. Vì có bị đâm đụng hay va chạm gì cả thì chủ yếu là những cái phần đầu và phần đuôi thôi. Đây, cái cốp sau thưa với quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên này. Bên ngoài nước sơn còn zin, còn nguyên bản thì bên trong còn nguyên là cái điều đương nhiên rồi quý bạn ạ. Đấy, keo chỉ này còn nguyên bản nhé. Chưa mất một phân keo chỉ nào cả này. Đến những cái tấm nỉ của cái cốp sau này cũng còn rất mới quý bạn ạ. Rất mới, rất đẹp luôn ạ. Toàn bộ những cái tấm nỉ này đều rất là mới này. Và những cái phần cốp sau thì quý bạn để ý cho tôi, những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì là đằng sau này, những cái phần nỉ này nó hay bị xước sát và nó hay bị bỏng bẩn nhau. Đấy, nhưng chiếc xe này không chạy dịch vụ thì nó còn mới như này đấy ạ. Đấy, rất mới luôn quý bạn nha. Quý bạn để ý từ những cái chi tiết nhỏ nhất là những cái phần nỉ ạ. Và đặc biệt là chủ xe rất là cẩn thận, chủ xe đã mua thêm một cái tấm cao su này. Đấy, cái tấm cao su để chống bẩn này. Cho chính vì có cái tấm cao su này cho nên là những cái tấm nỉ bên dưới này còn rất mới luôn ạ. 2020 sau hơn 2 năm sử dụng rồi mà nó còn mới còn đẹp như này các bạn nhé. Và lốp sơ cua đây ạ, thưa với quý vị và các bạn, lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ này. Đấy, lốp sơ cua mới tinh chưa hạ và đã được chủ xe dán chống ồn ở dưới này đấy ạ. Đấy, đây là dán chống ồn các bạn nhé. Đấy, rất mới luôn đấy ạ. Một chiếc xe 2020 đến cái đết lốp sơ cua cũng là 2020 luôn đấy ạ. Và rất mới đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ về lốp sơ cua chưa hạ thì cái đồ nghề cũng chưa hạ luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Cánh cửa phía sau bên phụ thì keo chỉ đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên này. Khóa trẻ em quý bạn nhé. Rất đẹp luôn. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên luôn. Và nội thất bên trong đều rất là mới này quý bạn nhé. Tất cả là mới, từ những cái bộ ghế da cho đến những cái táp bi cánh cửa này đến sàn còn đều rất mới luôn quý vị các bạn ạ. Mới đều đấy. Và chủ xe cũng đã dùng ốp inox này để ốp cái bậc cửa chống xước này rồi. Cho nên là quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì rất là yên tâm nhé. Để ý qua từ những cái chi tiết nhỏ nhất thôi thì quý vị bạn thấy được là chủ xe rất là cẩn thận đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Cánh cửa phía trước bên phụ toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này cũng còn nguyên này. Keo chỉ còn nguyên. Ốc bản lề còn nguyên hết luôn quý vị các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra. Táp bi cánh cửa này. Táp bi cánh cửa đây rất là mới này. Những cái phần nỉ nguyên bản của xe này vẫn còn này. Bậc cửa thì đã được chủ xe ốp inox cho nên là rất đẹp luôn quý vị bạn nhé. Không có bị xước sát gì cả này. Đến những cái lót sàn này, chủ xe cũng mua một bộ lót sàn cao su xịn đấy ạ. Đấy, cho nên là rất mới này. Bên dưới đã được trải sàn da rồi. Đấy. Và đây là cái sổ bảo hành của xe đây quý bạn này. Sổ bảo hành full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn quý bạn nhé. Đấy là cái sổ bảo hành của xe. Đấy, đầy đủ luôn quý bạn ạ. Ốc bản lề cánh cửa đây thưa với quý vị và bạn còn nguyên và còn rất đẹp này. À, toàn bộ từ những cái phần táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là mới luôn quý bạn nhé. Đấy, táp lô này rất mới này. Và quý vị và các bạn xem về cái đồng hồ thì quý vị bạn phải xem về cái vô lăng, về cái cần số, về cái tay phanh, quý vị bạn thấy nó có mới không ạ? Đấy, cái cần số mới không ạ? Có đúng 4 vạn không ạ? Đấy, xem về cái đồng hồ này chúng ta mới biết được là xe chạy nhiều hay chạy ít nhé. Toàn bộ căn cứ không phải là đọc cái đồng hồ đâu ạ. Từ đồng hồ này, vô lăng này,
cần số tay phanh cho đến lốp thì chúng ta mới đánh giá được chiếc xe chạy nhiều hay là chạy ít quý vị các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E 2020 này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi 1.5 lít quý vị các bạn nhé, kết hợp với hộp số tay 5 cấp. Đấy, mà ở điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị và các bạn ở chiếc xe này đó là nó còn nguyên bản đấy ạ. Quý vị và các bạn phải để ý từ những cái ốc chân máy này. Đây là cái ốc chân máy đây, thưa với quý bạn nhé, tôi sẽ quay sát, quay chi tiết cho quý vị và bạn xem này. Ốc chân máy còn nguyên bản này, cho đến ốc mặt máy. Đấy, toàn bộ về những cái ốc mặt máy này còn nguyên hết quý bạn nhé, gioăng dàn cò còn nguyên này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Tất cả những con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên hết. Từ ốc chân máy, mặt máy đến ốc tai. Đấy, ốc tai này, xương đầu của xe này. Đấy, xem xe cũ chúng ta phải xem kỹ phần đầu và phần đuôi nhé, để ý xem là có bị đâm đụng hay không. Thì quý bạn xem đây ạ. Ốc tai này còn nguyên bản hết này, cho đến những cái ốc cabo, keo chỉ cabo quý bạn nhé, keo chỉ cabo còn nguyên hết này, tem ở trên những cái cabo này là đều còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Đây, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là chưa có dấu vết gì cả quý bạn nhé. Tất cả các tem còn nguyên hết này, ốc chưa có con ốc nào mở ra đâu ạ, ốc còn nguyên hết này. Chúng tôi cũng mới dọn dẹp qua đi, nhưng mà dọn qua thôi quý bạn ạ, chưa được dọn kỹ lắm cho nên là nó hơi bẩn một chút đây ạ. Đây là những cái bẩn mà chiếc xe này sau những cái năm tháng sử dụng nó đã để lại những cái vết bẩn cũ theo thời gian các bạn nhé. Nhưng chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước và còn rất là mới, vì chiếc xe mới lăn bánh có 4 vạn km thôi. Với những chiếc xe Vios bản E này thì đến 90% là những chiếc xe chạy dịch vụ, chạy Grab, cho nên là nó không được đẹp, không được mới như này đâu quý bạn ạ. Rất ít xe được còn mới như thế này đấy ạ. Và động cơ của Toyota đã trang bị cho chiếc Vios này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi các bạn nhé, thạp nạp xả thông minh và rất tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, rất là mới, rất là đẹp rồi các bạn ạ. Toàn bộ về những cái số khung và số máy của động cơ thì đều được nhìn rất là rõ ở những chiếc xe Toyota các bạn nhé. Với những chiếc xe Nhật thì nhìn rất là rõ, còn những chiếc xe mà xe châu Âu, xe Đức chẳng hạn là nhìn những cái số khung số máy nó khó. Đấy, và tất cả từ những cái tấm chắn nóng cabo quý bạn nhá, xem nó còn rất là mới đây này, rất là đẹp quý bạn ạ. Nhìn mở cái khoang động cơ này lên thì không khác gì một chiếc xe mới cả. Đấy, tôi quay cho quý bạn rất là rõ đây ạ. Với những chiếc xe gia đình sau 2 năm sử dụng thì chạy 4 vạn km này là quá ít. Còn với những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì thưa với quý vị và bạn, có những chiếc xe mà chạy dịch vụ chạy nhiều thì 1 năm cũng đã đạt đến 10 vạn rồi các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Toyota Vios E 2020 ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, còn bảo hành tại hãng Toyota luôn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 439 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% giá trị của xe thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
Thank you.